Chót, xin mời con. Thưa cha, con là Maria Lương Thị Hồng, con ở trong xứ Đi Sang Hòa 2 năm đầu ạ. Con tới đây, con xin làm chứng với nhà con 2 tuần vừa rồi. Con có đưa chồng con xuống đây, nhà chồng con bị tai biến. Thì con xuống như này, con nói với cha. Thưa cha. Nói to lên con, chồng con tên là gì, bao nhiêu tuổi? Nhà con 53 tuổi, nhà con bị tai biến. Con xin cha đặt tay chữa lành cho nhà con trong 2 tuần. Qua ngày hôm sau nhà con về, nhà con đi làm được luôn ạ. Cứ khóc, nói gì cứ khóc, nói khóc người ta sẽ không nghe. Thì chị em chúng ta cũng thông cảm, một người mà được ơn của Chúa mà mạnh như vậy, cho nên là không kìm được những cảm xúc của mình. Và những giọt nước mắt đây là xúc động vui mừng vì chồng của chị ấy bị tai biến và chị đưa chồng của chị đến đây khấn cầu nguyện rồi xảy ra chuyện gì. Thì không lừa bà cha, nhưng khi hôm nay con vẫn muốn xin nhà con xin về đến nhà qua ngày hôm sau, nhà con vẫn nói ngọt. Sáng hôm sau nhà con đọc kinh tính mừng rất là rõ ràng. Con tạ ơn Chúa, con đi làm. Con về thấy nhà con cầm mình đi xin thuốc ạ. Đúng. Đi xin thuốc ngoài vườn. Con không thể xúc động được. Con cảm ơn Chúa. Xong rồi, hôm thứ bảy vừa rồi, con gái của con nằm cấp cứu trong bệnh viện. Con không biết gì hết. Ở trên mạng, nó tên là Maria, nguyên là Tiểu Ly. Cháu năm nay 27 tuổi. Nhưng xỉu, thì con cũng không, nó không có điện về cho con. Ở trên mạng có một số điện thoại đôi là điện về cho con lúc 5 giờ sáng. Khi con nghe thấy như một tiếng sắt đánh lên tai của con không còn niềm hy vọng gì nữa. Con chỉ cầu nguyện với Chúa nằm ở trên man thờ, xin Chúa hãy đưa con gái con vào lòng của Chúa. Bây giờ con không biết làm sao hết, chỉ một mình con không làm được gì. Xin Chúa hãy chữa lành cho con. Thì điều cuối cùng, sáng thứ hai con gọi điện thì nhà con bé đã bảo là con ăn được cháo, con đã ra khỏi phòng cấp cứu rồi. Cha con mẹ ạ, con cũng cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho gia đình chúng con. Vâng, chúng ta thấy một người vợ, một người mẹ mà liên tiếp gặp hai cái biến cố. Thứ nhất là chồng mình bị tai biến và không đi được, không nói năng được, chỉ phải dìu đến đây. Và sau khi đặt tay cầu nguyện rồi thì Chúa đã chữa lành cho anh ấy. Và hôm sau anh đã mở miệng là đọc được kinh kính mừng. Và buổi chiều khi mà chị đi làm về thì thấy anh đã đi bộ ra phường để xin thuốc rồi. Và đứa con gái của chị là đi nằm cấp cứu và hy vọng sống sót rất là ít. Cho nên chị không còn biết đặt niềm hy vọng vào đâu, chỉ ngước nhìn lên Chúa với lời cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Rồi Chúa đã ra tay con gái của chị ra khỏi phòng cấp cứu và đã được hồi phục. Hallelujah! Tôi gửi tặng cho anh ấy cái máy 370 giảng. Chồng của chị có hai cái rồi ạ. Nhà chị có hai cái rồi. Đây tôi gửi tặng cho cuốn này có sao chưa, tâm thư cũng hai cái, cái gì cũng hai cái, cái quạt mấy cái. Nhà con có một cái ạ. Tôi cho đủ hai cái. Hallelujah. Rồi mời con.